Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây tình xin phép được trình bày quyển Tây Dương Gia Tô Bí Lục, quyển thứ tư. Lên núi cao thể phách, Giê-xu truyền bí pháp hóa chim cầu, thể phách Giê-xu bịp loè người. Rồi đó Giê-xu khoác mây lên ngồi trên ngọn núi cao, môn đồ sụp xuống vái lạy, trong đó có Giu-se là cha đẻ của Giê-xu. Giê-xu nghiễm nhiên ngồi nhận lễ rồi chỉ Giu-se mà bảo rằng: Thưa bố già, ta vốn chẳng phải là con đẻ của bố, có đúng vậy không? Giu-se đáp: Thưa vâng. Rồi đứng dậy, Giê-xu bảo cứ ngồi, Giu-se lại ngồi xuống. Rồi Giê-xu hỏi chung các môn đồ: Ta thường ngày nói về việc linh hồn người được lên thiên đường, nay ta về đây, các ngươi đã tin điều đó là đúng chưa? Các môn đồ dạ vâng răng vang núi. Thưa thầy tin ạ. Giê-xu bảo bọn họ ngồi thành hai hàng rồi nói: Nay ta bảo các ngươi, đời người ta chỉ sống thì có chết, thọ trăm tuổi rồi chết, cũng như mới 33 tuổi mà chết, cũng đều là không tránh khỏi một lần chết. Vả lại cuộc sống thì có hạn, mà cái chết thì vô cùng. Dẫu lúc sống giàu sang thế nào, chết là trở thành hư không cả. Chính vì thế ta mới bảo rằng thế gian này là chỉ là nơi vui giả, chi bằng đừng tiếc một chút xác thịt một đời để mà ngưng tụ cho được anh linh muôn nghìn đời. Cho nên phải bỏ ngoài tai mọi dư luận, chẳng kể thiên hạ khen chê thế nào, tự mình phải vững chí như sắt đá. Làm được như vậy, hồn thiên sau khi chết chẳng có vị thần nào sánh bằng. Các môn đồ đều nói rằng: Từ đây xin lãnh thụ những lời giáo huấn tôn nghiêm thầy, trước sau không dám thay lòng đổi dạ. Giê-xu nói tiếp: Tất cả những phép thuật của ta khi còn sống đều có những ý kiến rất sâu xa. Ngày trước ta chưa nói về các ngươi là cốt để đợi đến hôm nay nói ra thì các ngươi mới tin là đúng. Dân chúng ngu khờ cũng sẽ tin vào phép thuật của các ngươi. Nhưng vì ta là thiên thần, nên khi còn sống ta có thể bay lên mây, rảy nước, làm mưa, làm một ít phép kỳ thuốc lạ khiến cho người ta phải kinh sợ, trong khi đó âm thầm thực hiện các lời phép của ta. Nay bọn các ngươi không có phép thuật thần thông thì ta mà như thần thông như ta mà chỉ dựa vào thế lực thì cũng có thể thuyết phục người ta được, nhưng phải tuân theo các phép của ta. Tất cả những phép thuật khi ta còn sống đều do ta làm ra cả, sau khi ta chết thì chẳng có vị thần thánh nào hơn ta nữa. Không những thế, những kẻ làm vua thiên hạ muốn kéo dài cơ nghiệp muôn vạn năm, muốn mở rộng biên thùy bờ cõi cũng đều phải tôn thờ ta làm thầy. Chẳng có sự gì ta không làm được, huống chi làm sống lại một tấm thân nhỏ bé hay sao? Rồi đó Giê-xu điểm lại các phép thuật đã làm khi còn sống, lần lượt nêu lên mà dạy cho các môn đồ các điều bí quyết. Các môn đồ đều chắp tay lắng nghe. Bỗng lúc ấy trên đỉnh núi sáng bừng một đám mây năm sắc rực rỡ, trong nháy mắt ở chỗ thầy trò Giê-xu đang ngồi cũng hiện lên vô số lâu đài màn trướng. Bà Maria vừa kinh sợ vừa vui mừng, vội sụp mình lạy rằng: Kính lạy Đức Chúa Con. Giê-xu chậm rãi nói: Về phần xác, ta lấy làm thương tiếc cửa nhà bà, nhưng về phần hồn thì ta là con Chúa Trời, một sang một hèn, chẳng cần phải nhắc lại làm gì nữa. Nói đoạn nhìn sang ngôi lầu phía tây, chỉ tay mà bảo bà Maria lên ngồi ở đấy. Ngày nay các thầy tu khi được thăng lên chức thầy cả đều phỏng theo nghi lễ này. Giê-xu ngồi sập trên cao trên lầu, trên sập cao trên lầu phía bắc, bất chợt bước xuống đi tới gần hàng ghế các môn đồ đang ngồi. Mọi người đều đứng dậy. Giê-xu nói: Ngồi xuống, ngồi xuống, các con cứ ngồi yên. Các môn đồ lại ngồi xuống ghế. Giê-xu ôn tồn bảo: Nay ta bảo các ngươi hãy ghi tạc vào lòng, phép thuật tâm đắc nhất của ta trước hết là ở phép rảy nước thánh. Thực ra phép nước thánh cũng không có gì huyền diệu sâu sắc lắm đâu. Sở dĩ phải làm phép ấy trước, trước hết là để mượn dịp mà dụ dỗ cho người ta tin rằng nước ấy có thể giải trừ được mọi tai ương chướng họa. Có tin như thế làm người ta mới ổn định, lòng yên định thì khí lạnh, khí mạnh, chí khí
đã vững mạnh thì dầu có vào chỗ nước sôi lửa bỏng cũng không được việc gì, cũng không việc gì không xong. Đã được việc thì người ta lại càng thêm tin tưởng, cho nên ta mới nói rằng dẫu là ma quỷ hỏa hoạn, chỉ cần rảy nước phép là không có sự gì không qua khỏi. Bí quyết ở một điều ấy mà thôi. Môn đồ hỏi: nếu như thế thì cần gì phải rảy cả lên mâm thờ? Giê-xu đáp: phải rảy cả mâm thờ thì người ta càng tin hơn. Môn đồ lại hỏi: thầy dạy tế trời không dùng thịt là có ý kính riêng gì? Giê-xu nói: tế trời, tế thần, tế người chết, cái lý cũng như nhau cả. Nếu đã không thì cùng không cả. Chính là muốn bỏ việc thờ cúng người chết, cho nên trước hết phải bỏ việc thờ cúng quỷ thần. Muốn bỏ việc thờ cúng quỷ thần, trước hết phải bỏ việc tế trời. Bởi vì không tế trời thì trời không phù hộ nữa. Không nhờ cúng quỷ thần, không thờ cúng quỷ thần thì quỷ thần không thiên nữa. Không thờ cúng người chết thì người chết không thể tắc quái được nữa. Đó là ý kiến của ta vậy. Môn đồ hỏi: chúng con trộm nghĩ quỷ thần cũng như người chết, nếu không thờ cúng thì càng thêm nhiễu hại. Người ta vẫn bị nhiễu hại thì họ biết là thầy trò ta lòe bịp người. Như thế biết làm thế nào? Giê-xu đáp: phải vin vào Chúa Trời mà giải thích, rồi rảy nước phép để làm cho có vẻ thần bí, khiến cho dân chúng kiên lòng hướng theo đạo ta. Dẫu 10 năm cũng như một ngày, như thế thì quỷ thần và người chết còn có lý nào mà xin yêu tác quái được nữa. Vin vào Chúa Trời mà giải thích, tức là cái thuyết lưu sắp phê đấy. Môn đồ lại hỏi về ý nghĩa của phép chôn sâu không cải táng. Giê-xu nói: chôn sâu không cải táng và không khóc người chết cũng đều cùng một ý nghĩa như nhau. Nguyên là người chết rồi thì cái xác chôn dưới mộ thường hay hiện lên làm yêu quái. Nay ta bảo người ta chôn sâu cho chìm lấp hẳn đi, không cải táng cho xác nát hẳn, thì hồn người chết dẫu muốn hiện lên làm yêu quái cũng không được. Lại nữa, sau khi người ta chết, hồn vẫn còn phản phất quanh đấy, nghe tiếng khóc thì thường trở về. Nay không khóc khiến cho hồn lìa hẳn cái xác thì làm sao mà quay về được nữa. Vả lại, ý ta bảo bỏ tục để ta là cốt để cho người sống quên hẳn người chết đi, thì cái tinh thần của đôi bên không thể cảm thông được với nhau nữa. Người chết không còn linh thiêng xin yêu tắc quái được nữa, thì dân chúng càng tin vào đạo ta là linh thiêng. Đó là cái ý kiến của ta vậy. Còn về những trẻ con chết từ khi nào, là khi là bào thai trong bụng mẹ, hoặc là chết yểu sau khi sinh, cũng thường hay hiện làm yêu quái, thì nên phỉnh họ rằng những trẻ ấy lên thiên đường sẽ cầu nguyện cho cha mẹ, như thế là họ vui ngay. Ta lại lừa họ rằng xác chết của những trẻ ấy là thánh nhi, thi thể của vị thánh, thì dân làng sẽ đi đưa đám đông, lại thêm mai táng chôn sâu nữa. Như vậy lũ yêu ranh dẫu còn oan thì cũng phải tan rời. Việc bỏ tục xem đất đặt mồ thì thế này: mạch đất là nơi chung tụ anh linh, chọn được huyệt mộ ở những mạch đất tốt thì con cháu phần nhiều là thông minh tài giỏi. Nay ta phỉnh dụ họ bỏ tục xem đất đặt mồ khiến cho con cháu họ ngu đần dốt nát, thì chúng mới nghe theo những lời thuyết giáo của ta. Việc chọn hướng làm nhà cũng như thế: chọn được hướng tốt thì con cháu về sau học hành thông minh, có kiến thức cao. Ta khuyên họ bỏ tục ấy cũng chính là do cái ý đã nói. Cho nên ta đã làm những việc ấy cho đến năm ta 30 tuổi, thấy nét mặt dân chúng đã trở nên ngu khờ, khi ấy ta mới dám tự xưng là con Chúa Trời. Chẳng ai là kẻ thông tin, không tin lời ta. Các người dễ thể dụ dỗ được càng làng nào thì cả làng đều theo đạo ta, thì bao nhiêu những nơi sơn xuyên vượng khí, khi các ngươi phải thác cớ gì đó mà sai người ta ra đạo hoặc lấp đi cho dứt. Như vậy về thần thì bách thần đều bị diệt hết, nếu người thì cả làng
đều trở nên ngu khờ, còn chỉ biết theo đạo ta mà thôi. Những phép ấy cứ từ từ đem thi hành trong một làng, một huyện, rồi lan dần ra khắp nước, thì cả nước đều theo đạo ta. Đối với những nước khác mà cả nước đã theo đạo ta, thì cũng dùng phép ấy mà cắt yểm mạch tốt ở các nơi sơn xuyên đại địa. Như vậy thì những nước ấy cũng trở thành ngu dốt, phải chịu tôn ta làm thầy. Đó chính là lúc có thể thu gom một mối những nước ấy vào với nước ta vậy. Đó chính là ý kiến của ta. Về ý kiến của phép rửa tội, trước hết phải nói với dân chúng về tội tổ tông truyền kiếp. Dân họ tin chuyện ấy rồi thì mới làm phép rửa tội được. Nguyên cái đỉnh thóp là chỗ thông khí của trẻ sơ sinh, rảy nước thánh xoa vào chỗ đó là để cho dục khí ấy đi. Tiếp đó đọc to câu: tả rửa tội cho ngươi. Kinh khủng không? Nó ác dễ sợ. Cái trẻ sơ sinh thì nó có chỗ cái huyệt bách hồi ở trên đầu á, thì nó đang rảy nước thánh nó xoa vào chỗ đó để cho cái khí, cái huyệt bách hồi nó bị lu mờ đi, thì nó sẽ đần, ngu đần theo. Sau này lớn lên thì nó sẽ theo cái đạo luôn. Cái dụng ý của Giê-xu là như thế. Hồn người không khôn, tính người không thiên, nhẩm như thế ba lần, thế là bao nhiêu trí tuệ thông minh của đứa trẻ đều tiêu tan cả. Đây là cái câu thần chú mà các linh mục hay đọc trong nhà thờ: hồn ngươi không khôn, tính ngươi không thiên, nhẩm như thế ba lần, thế là bao nhiêu trí tuệ thông minh của đứa trẻ đều tiêu tan cả. Kinh chưa? Dùng ý ác lắm. Cho nên công chiên mà nghe được bài này thì nên cẩn thận, nên là từ bỏ gấp đi, và nên là tố giác bọn nhà thờ, không để cho chúng nó làm lại những cái việc này. Môn đồ lại hỏi: đã thế thì như những đứa trẻ tầm thường hèn mọn cần gì phải rửa? Giê-xu đáp: đã rửa thì phải rửa cả. Người ta rối mắt loạn tâm thì càng không nghi ngờ. Còn việc đứa trẻ ấy sống lâu hay chết yểu thì lời niệm nhẩm trắng áp thông minh cũng chẳng nguy hại gì. Ấy là điều bí quyết huyền diệu của ta vậy. Môn đồ lại hỏi: đối với những người bản tính cứng cỏi, trước sau vẫn sáng suốt, thì làm thế nào? Giê-xu nói: đã có phép công phi ma xong, lấy chiếc đinh sắt mài ra, lấy bột hòa với dầu và chất bạc hà. Đinh sắt có tính đâm xuyên, bạc hà có tính làm tan khí. Dầu nước thì khó rửa. Ba thứ ấy sắc thành cao để bôi lên đỉnh đầu cho người chịu lễ. Rồi đó tay cầm kiếm chỉ trỏ, miệng khấn nhẩm rằng: ta đóng đinh lên đầu ngươi, bản tính của ngươi sẽ phải tiêu diệt. Đầu ngươi ta đóng đinh lên, trí óc ngươi sẽ hết sáng suốt. Như thế đầu bạc hà, dầu bạc hà đã dẫn chất dính đâm xuyên vào đầu nhân đạo. Như thế thì dầu bạc hà đã dẫn chất chính đâm xuyên vào đầu dân đạo. Ta lại nhẹ tay xoa người ấy, tưởng như chuyện đùa thôi, nhưng kỳ thật là cốt để cho chất đinh sắt tan ra. Khấn niệm làm phép xong xuôi, rồi lấy khăn chùi sạch cho hết mùi vị, không cho ai biết. Sau khi đã làm như thế, hỏi còn khí chất thông minh nào không bị tiêu diệt? Kinh khủng chứ. Môn đồ hỏi: phép ấy phải từ 10 tuổi trở lên mới làm được chăng? Giê-xu nói: không câu nệ gì. 6, 7 hay 10 tuổi cũng có thể làm được. Đại khái một đời người sinh ra ắt phải chịu một lần chịu phép đóng đinh niệm chú, không được để sót người nào. Thường nên nhắc nhở dân chúng rằng bất cứ người già hay trẻ con mà chưa kịp phép công phi ma xong, cung phi ma xong, thì nay lên nên đến chịu lễ. Họ đã tin ta, tất sẽ dắt díu nhau kéo đến ùn ùn, đều được ta làm phép đóng đinh cho hết thảy. Đấy là ý kiến của phép cung phi ma xong. Môn đồ hỏi: tại sao lại nói phép này là trong đời chỉ là một lần,
Nếu ai nhầm lẫn làm lại một lần thứ hai thì kẻ ấy sẽ phải đày xuống địa ngục. Giê-xu nói: phép này rất thiêng, nếu làm lần thứ hai thì kẻ yếu bóng vía ắt phải chết. Cho nên ta phải dọa như thế. Môn đồ nói: nếu thế thì phép rửa tội và phép mà công phi ma xong ý nghĩa cũng như nhau. Tuy có phép trước phép sau không sợ trùng lập, nhưng cùng làm không có gì trái ngược. Giê-xu giơ ngón tay chỉ lên môi mà đáp: chính thế đấy. Môn đồ lại hỏi: nếu làm phép mà công phi ma xong rồi mà đầu óc người ta vẫn sáng suốt thì làm thế nào? Giê-xu nói: biết làm thế nào nữa, không đè bẹp được thì họ còn sống thì phải đè bẹp khi họ đã chết. Mặc dù ngạc nhiên hỏi lại: thầy dạy thế nghĩa là thế nào? Giê-xu đáp: ấy tức là nói phải dùng các phép sức dầu cho người ốm và làm lễ quy lăn điện tán cho người chết. Người ốm sắp chết ắt phải bảo họ xưng tội, đến lúc hấp hối thì phải làm phép để thu linh hồn. Linh hồn đã bị thu thì không hiện lên được nữa, cho nên phải dụ dỗ bảo họ hối lỗi thì được lên thiên đường. Nếu họ chịu hối lỗi tức là họ có lòng lành, lòng họ lành thì không có dũng cảm nhuệ khí, không có dũng cảm nhuệ khí thì làm sao còn biến hóa được nữa. Ấy là ý kiến thứ nhất vậy. Rồi đó các ngươi lại đem bánh thánh dâng lên trước bàn thờ ta, hai tay cầm kiếm vung múa làm phép, miếng miệng niệm nhẩm khẽ đọc mấy chục lời niệm nhẩm cầu Chúa Giê-xu hiện thân vào những miếng bánh này. Bánh vào lòng dạ tâm hồn kẻ kia phải u tối, đến chết là hết linh thiêng. Các người cứ ghé sát mặt kẻ hấp hối mà niệm, phả nhiều hơi thở cho da mặt kẻ ấy ẩm ướt. Lễ xong, các người lại cầm kiếm liên tiếp chỉ trỏ làm dấu chữ thập để áp đảo. Trong một chiếc bánh có linh hồn của ta, hơi thở của các ngươi cùng là lời niệm chú bắt quyết để ràng buộc. Cả ba thứ ấy nuốt vào lòng dạ thì hồn khí của kẻ kia phải suy nhược, làm sao cho khỏi không tan. Ấy là ý kiến thứ hai vậy. Các người lại còn đọc sách an ủi khiến cho người hấp hối cảm thấy thanh thản trong lòng. Trong lòng thanh thản thì khí chất mềm yếu, khí chất mềm yếu thì linh hồn không thiêng. Ấy là ý kiến thứ ba vậy. Đến khi làm phép sức dầu, các người tay trái bưng bát dầu, tay phải quệt dầu bôi lên thóp và đỉnh đầu, vừa bôi vừa nhẩm niệm: chiếc đinh thứ nhất đóng vào thóp ngươi, sau khi chết hồn ngươi phải lang thang phiêu bạt. Đọc như thế ba lần, sau mỗi lần lại vung tay chỉ trỏ làm phép. Tiếp đến bôi dầu ở tay trái, làm phép như trước mà nhẩm niệm rằng: chiếc đinh thứ hai là đóng vào tay trái ngươi, tay trái ngươi gãy khuỵu, không làm hại được ai. Lại sức dầu cho tay phải, nhẩm niệm rằng: chiếc đinh thứ ba đóng vào tay phải ngươi gãy khuỵu, không làm hại được ai. Tiếp tục sức dầu cho chân phải, nhẩm niệm: chiếc đinh thứ tư đóng vào chân phải ngươi gãy què, không thể gượng dậy xin yêu được nữa. Cách vung kiếm làm phép như cũ, lại sức dầu cho chân trái, nhẩm niệm: chiếc đinh thứ năm đóng vào chân trái ngươi bị liệt, xuống đất không thiêng. Cách thức vung kiếm làm phép như trên, ấy là điều kín thứ tư. Phàm những người không có dũng khí thì phải khiếp sợ, bị xua đuổi hắt hủi thì hồn phải tiêu tan, khí chất yếu đuối thì phải suy tàn, bị đóng đanh. Làm phép thì phải què liệt hẳn, làm đủ cả bốn phép ấy, lại thêm phép chôn sâu nữa, thử hỏi âm hồn của kẻ kia có còn linh thiêng được chăng? Môn đồ lại hỏi: lúc khâm liệm người chết, thầy phải đến làm lễ tận nhà, vây màn che trướng bốn bề, ý kiến của việc ấy là thế nào? Giê-xu đáp: khi người ta mới chết, khí thiêng bay đi, ta sợ rằng bấy nhiêu phép thuật cũng chưa đủ áp đảo, nên phải đích thân đến tận nơi. Sau khi bảo mọi người lui hết ra ngoài, ta phỉnh cho con cháu người chết quỳ lại mà cầu khấn. Một mình ta vào trong màn kín, đi vòng quanh tử thi ba vòng, vung tay làm dấu chữ thập và niệm nhẩm
để cho hồn diệt hẳn. Lời niệm chậm rằng: hồn ngươi thoát xác cho nhanh, chần chừ ắt bị đấm đanh chém đầu. Rồi lấy đinh nhọn đâm dứ vào trong mắt người chết. Như thế tiếng gọi là đi vòng quanh người chết để cầu niệm, nhưng thực ra lúc đó ta đã làm phép đâm cho kẻ chết mù mắt, vẫn dẫu muốn làm gì cũng không được nữa. Khi đưa tàn đến huyệt, lại nhẩm niệm: khi xác ngươi đây, này xác người này, vùi xuống đất dày cũng hồn nát thảy. Tuyên không phản lai, niệm xong bảo người đi đưa đám rằng: càng lấp nhiều đất được phúc càng nhiều. Mọi người nghe nói thế tranh nhau ném đất xuống huyệt. Như vậy nếu kẻ kia có chút hồn thiên rơi rớt nào cũng phải kinh sợ tẩu tán. Đó cũng là một ý kín nữa. Môn đồ nghe Giê-xu nói như vậy đều ngạc nhiên kinh sợ, đưa mắt nhìn nhau. Giê-xu bặm môi trừng mắt hỏi: chớ lộ cho ai biết, chớ lộ cho ai biết, nói lộ ra thì nguy hại đến thân. Môn đồ lại hỏi về ý kiến của lễ quy lăng. Giê-xu đáp: lễ quy lăng có hai ý. Một là nếu không phải nhà phú hào giàu có thì không có tiền làm nổi lễ ấy. Hay là nếu không phải hồn của hạng phú hào thì cũng không cần phải lễ ấy. Nguyên là linh hồn của kẻ phú hào rất khó đẹp ép. Này các ngươi cứ mượn tên ta mà làm cho có vẻ thần bí, trương lễ mộ lên làm loè bịp bọn nó. Ý kiến chỉ ở khi đi vòng quanh tử thi, trước hết làm dấu chữ thập, đứng trước đầu quan tài niệm nhẩm: ta chém đỉnh đầu ngươi rơi địa ngục, đừng có kêu vang, chớ mong chờ cúng. Rồi đi sang phía bên trái quan tài niệm rằng: ta trói bên trái siết buộc không thể múa may, mong người thờ cúng. Đi xuống phía chân người chết niệm rằng: ta trói chân ngươi đau xiết không thể về nhà, báo mộng xin ăn. Các câu niệm phía bên phải cũng niệm như phía bên trái, rồi đó cho khắp nến sáng bốn bên để đốt đuổi âm hồn. Làm như vậy dẫu kẻ kia khí phách hùng dũng đến đâu, linh hồn cũng không thể không tan lìa. Môn đồ lại hỏi phép điện tán có ý kiến gì. Giê-xu đáp: người ta lúc sống thì có sinh khí, chết thì có anh linh. Các phép tuy nhiều nhưng vẫn chưa đè nén được hết, cho nên ta mới đặt ra phép này. Nhà thờ là chỗ đông người tụ họp, đưa thi hài người chết vào chôn trong điện thờ thì người chết dẫu có linh cũng không biết nương tựa vào đâu, ắt phải sợ hãi bỏ trốn. Ý kiến là ở chỗ đó. Môn đồ lại hỏi rằng: con trẻ chết non cũng có linh khí, có cho đưa vào chôn ở nhà thờ không? Giê-xu đáp: sao lại không được? Môn đồ nói: chỉ sợ năm tháng lâu dần âm khí chất chứa nhiều ắt sẽ hiện lên làm ma quái. Giê-xu nói: chẳng phải ta còn có phép bỏ thờ cúng người chết hay sao? Bỏ thờ cúng thì ma quỷ không biết nương tựa vào đâu, không có nơi nương tựa thì dẫu có anh linh lâu ngày rồi cũng bị tiêu diệt. Môn đồ lại hỏi: người ta ai mà chẳng có lòng thương xót người thân? Chỉ sợ rằng có khi người ta mộng mị chim bao thấy người thân kêu đói gào khát thì thương mà cũng tế, như vậy không biết thuyết phục ngăn cản thế nào. Giê-xu nói: mắt đã bị đâm mù rồi làm sao còn trở về báo mộng được? Môn đồ nói: cứ coi là có như vậy thì làm thế nào? Giê-xu im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi cười đáp: ta vừa nghĩ ra một cách. Môn đồ cũng cười mà hỏi lại: thưa thầy, cách ấy là thế nào? Giê-xu nói: hàng ngày khi làm lễ các ngươi phải nói trước rằng ma quỷ bịa ra nhiều cớ để mê hoặc dụ dỗ. Chúng thường bắt chước y hệt như dáng mạo người thân của gia chủ, hiện vào mộng mị để kêu ăn xin uống. Ở làng nọ có người tưởng là thần Phật thật, bèn bày soạn mâm cúng tế lễ. Về sau khi người kia chết, bọn ma quỷ kia bèn tố cáo với Chúa Trời rằng người kia phạm vào tội thờ cúng tổ tiên. Đức Chúa Giê-xu bèn phạt đầy người kia xuống địa ngục.
Từ nay về sau, dân chúng không nên tin vào mộng mị huyền ảo để khỏi phải chịu khổ cực như người làng kia. Các người cứ nói như thế, tất ai nấy đều lấy làm sợ. Dẫu cho hồn người thân của họ hiện về bảo mộng, họ cũng cho đó là ma quỷ dưới địa ngục, chứ không soạn cổ bàn cúng tế. Môn đồ cười mà nói rằng: Thần, thầy quả thật là bậc tài trí sáng suốt. Phêrô vốn là kẻ hay nói ngang, nghe xong liền nói: Đúng là thầy đã giết người ta lúc sống, là giết cả người ta khi chết. Chẳng hay vì sao thầy lại chịu khổ mà làm những chuyện ấy? Giê-xu đáp: Không làm cho bọn họ ngu si thì làm sao mà tôn các ngươi lên được? Không đè nén linh hồn của bọn họ thì làm sao cho kẻ khác biết đến ngươi? Môn đồ hỏi: Như thế các thầy cả khi sống hay khi chết cũng đều phải chịu những phép ấy, chẳng khác với người thường thì còn gì là linh thiêng? Nếu miễn cho các thầy cả không làm những phép ấy thì người ta ắt sẽ sinh nghi ngờ. Giê-xu đáp: Các ngươi phải biết rằng những phép ta vừa nói trên là để đè nén dân chúng, còn đối riêng với các thầy cả đạo ta thì khác chứ. Các phép lễ riêng thì vẫn như thế, nhưng ý nghĩa thì khác. Vẫn có việc làm phép đâm dứ vào trong mắt như đối với người thường, nhưng ý nghĩa lại là để giữ cho nó được toàn vẹn. Khi thầy cả sắp chết cũng làm lễ giải tội, nhưng phép giải tội đây cốt để định tâm, đọc sách luyện là để định khí, khuyên răng thầy ấy không nên lo sợ. Không lo sợ thì dũng mãnh, chí khí kiên định và dũng mãnh thì sau khi chết linh hồn sẽ ngưng tụ. Khi làm phép cho ăn bánh thánh, đọc lời nguyện nhẩm rằng: Cầu Chúa giáng lâm linh hồn cho miếng bánh này, bánh vào lòng dạ hồn người thông tỏ 100 lần, rồi đó làm phép sức dầu, lấy nước lã rảy lên đỉnh thóp và chân tay, đọc lời niệm nhẩm, trước hết niệm về đôi mắt, cầu cho đôi mắt người tỏ, sau khi chết sáng lấy như sao đêm. Tiếp đến niệm nhẩm cho đôi tay, cầu cho đôi tay thiên, tay thiên cử động như sóng, sau khi chết vẫy cờ cầm hoa cầm loa. Niệm nhẩm cho đôi chân, cầu cho đôi chân thiên, chân thiên điều nhanh, sau khi chết đạp mây đuổi gió. Lời niệm nhẩm cho đầu, cầu cho ngươi đầu thiên đeo 3 vòng, sau khi chết chống được lên thiên đường. Đến khi nhập liệm, thay mặc lễ phục, đội mũ có dải tua, được chôn cất trong nhà thờ, rồi đó làm hiệu cho con chiên cùng lúc khóc to để kêu gọi linh hồn của thầy cả ấy. Lễ phần mộ và lễ quy lăng cũng theo nghi thức như đã nói. Khi đi quanh tử thi cũng nhẩm đọc những lời cầu niệm như thế. Tuy vậy, việc mai bán thi hài thầy cả trong điện thờ thì phải khác với người thường. Khi khấn niệm cầu cho linh hồn được lên thiên đường, lo gì hồn họ không thiên? Há các ngươi chẳng biết đối với những kẻ khác thì ta cầu cho linh hồn họ bị chìm diệt hẳn đi hay sao? Môn đồ hỏi: Lúc trước thầy nói ngưng tụ khí phách thì thành anh linh, thầy ngày thường có nhiều phép lạ nhưng chung cục cũng phải cam chịu tử hình, như thế đâu phải là khí phách ngưng tụ? Giê-xu đáp: Các ngươi không hiểu được điều đó. Ta cắt đầu dương vật, sống một mà mình không lấy vợ, chỉ là khí phách ngưng tụ nhỏ. Dám cam chịu chết, ấy mới là khí phách ta ngưng tụ lớn. Ý kiến là ở chỗ đó, phàm người ta chịu chết có nhiều cách, hoặc là chết vì nước sôi lửa bỏng, hoặc chết vì đói khổ bệnh tật tuổi già, tuy cũng có hồn thiên nhưng chẳng được bao lâu. Chỉ người nào chết nhưng không phải do số mệnh bắt phải chết thì chí khí mới thật sống động, muôn đời linh thiêng. Ngày thường ta chưa dám nói rõ, nhưng trong lòng thì vẫn cầu mong như thế, chỉ lo không việc tội nguyện mà thôi. Nay đã được tội nguyện, ta tất vui lòng, chính nhờ vậy mà ta mới được vẻ vang như ngày nay. Môn đồ nói: Dù vui lòng chịu chết chăng nữa, nhưng chịu đựng trăm triệu đau đớn như vậy mà vẫn lặng yên không động thì sự ấy ít người kham nổi. Giê-xu nói: Các ngươi chưa hiểu,
Nếu một chút dao động thì chí khí khiếp nhược, chí khí khiếp nhược thì không cứng mạnh, không cứng mạnh thì linh hồn tiêu tan. Tất phải lấy sự kiên nhẫn chịu đựng mà ngưng tụ, lấy sự thông dong mà nuôi dưỡng thì chí khí càng thêm cường tráng, sống động linh thiêng. Ấy là chỗ đạo ta khác với đạo người vậy. Không như thế thì làm sao có được ngày hôm nay? Các môn đồ nghe nói dứt điều lại tạ hồi lâu. Môn đồ lại hỏi ý kiến của việc giết người, giết người chết thì đã nghe thầy nói rõ, nhưng còn điều kiến về việc giết người sống cũng xin thầy cho chúng con được biết. Nhưng đối với hạng trẻ nhỏ chưa làm phép rửa tội, chẳng may bị bệnh cấp mà không gặp thầy cả thì làm thế nào? Giê-xu đáp: không gặp thầy cả thì sẵn ai là người có đạo cũng có thể làm thay được. Chỉ có việc rảy nước lên đầu và cầu niệm một câu nhân danh Chúa trời là đủ. Lời mặc niệm như vậy là để cho giáo đồ đã từng chịu phép rửa tội khỏi mượn cớ có phần bị lôi thôi. Môn đồ lại hỏi về ý kiến của phép xưng tội, giải tội như thế nào? Giê-xu đáp: trước khi xưng tội, một hai ngày con chiên phải ngồi một nơi yên tĩnh mà suy xét các tội lỗi của mình. Khi làm lễ, các ngươi ngồi trong cửa sổ, con chiên quỳ bên ngoài. Các ngươi sẽ bảo rằng: ta thay mặt Đức Chúa Giê-xu lắng nghe con thú tội. Bao nhiêu điều lỗi trước đây con phải thành thật kể hết, không được che giấu điều gì. Nếu con giấu giếm một tội nào thì sau khi chết, hồn con bị đày xuống địa ngục làm mồi cho quỷ dữ. Dưới địa ngục có quỷ dữ sổ ghi tội. Đến khi con chết, quỷ sẽ đưa sổ trình lên Chúa Giê-xu phán xét, bắt đày xuống địa ngục. Còn chiên lo sợ ắt không dám giấu giếm điều gì. Xét trong các tội lỗi thì có mấy điều vào loại tội nặng, ấy là phạm vào các điều cấm thờ quỷ thần, cấm xem thiên văn địa lý, cấm bói toán, cúng là điều cấm không được thờ cúng tổ tiên. Phải dọa nạt bọn họ rằng bấy nhiêu điều trọng tội đều là những tội bất kính đối với Chúa. Chết xuống địa ngục sẽ bị quỷ ăn đầu. Cái nào thờ cúng tổ tiên thì bị quỷ moi mắt, cái nào ăn cỗ thờ cúng thì bị quỷ cưa mồm. Cứ phải dọa cho con chiên kinh sợ, tuyệt hẳn không dám phạm vào các điều cấm, dứt hẳn không dám nhìn ngó đến những chuyện ấy nữa. Có như thế bọn họ mới dốc lòng theo đạo ta. Môn đồ lại hỏi: cấm họ không làm những việc ấy là đủ, sao lại còn cấm không cho họ xem người khác cúng tế? Vậy có khắc khe quá không? Giê-xu đáp: người ta ai cũng có lòng thương xót người thân. Nếu để cho con chiên xem người ngoại đạo cúng tế thì lòng họ thương xót không nỡ bỏ, ắt rồi cũng theo nhau bày soạn cổ bàn cúng tế, không theo đạo ta nữa. Cho nên thà cứ đề phòng khắc khe như thế, khiến cho bọn họ phải chịu làm khó làm chó lợn tùy theo sự chỉ huy của ta. Còn các điều cấm khác như giết người, bất hiếu, gian dâm, trộm cướp, dối trá, ham muốn vợ người, tham lam của người, vân vân, thì dẫu họ có xưng ra cũng không nên quả trách nặng lời. Tuy vậy cứ phải để cho họ nói hết, có thể người ta càng tin hơn. Nếu bảo họ không phải xưng những tội ấy thì họ biết là chúng ta lừa dối. Ta nói đến thế, các ngươi có hiểu không? Môn đồ văn giả đáp: hiểu cả. Lại có người hỏi: nhưng xin thầy cho biết, quả thật phép của thầy có giải được tội cho con người ta không? Giê-xu đáp: phàm những kẻ phạm lỗi nhưng sao biết hối trước, tức biết hối tức là người có lòng lành, miệng ta tự nói ra điều lỗi ấy thì về sau không tái phạm nữa. Huống chi ta đã phỉnh rằng Chúa Trời tha tội cho họ, ai mà chẳng vui mừng, tin điều ta nói là thật. Từ đó họ sẽ tự sửa mình, đổi lỗi. Đó là một thủ thuật của đạo ta. Còn như thật sự có giải được hay không thì ai mà biết được. Các môn đồ nghe nói vậy đều cười ồ lên. Giê-xu bèn chỉ tay bảo rằng: chớ nói lộ chuyện ấy. Môn đồ lại hỏi: những kẻ phạm các tội như trộm cướp, tà dâm mà cũng được giải tội thì về sau kẻ ấy lại càng rộng càng hơn nữa, phải làm thế nào? Giê-xu yên lặng hồi lâu rồi đáp: phải dọa họ rằng phép Chúa Trời ai tái phạm thì không được tha thứ nữa.
Con hãy ra phòng lễ có đông đảo mọi người, một mình đứng dậy mà nói: con rất phạm điều cấm, tự biết là phạm phép lắm. Xin Chúa trừng phạt không tha. Chúa trời thương ngươi biết hối, sẽ tha thứ hết mọi tội lỗi cho ngươi. Nếu không làm như thế, ắt bị đầy xuống địa ngục, không còn nghi ngờ gì. Kẻ kia sợ hãi mà phải vâng theo, đã vâng theo thì biết xấu hổ, không dám tái phạm nữa. Môn đồ hỏi: bảo con chiên kể rõ tội lỗi, không biết họ có chịu nghe theo không? Giê-xu đáp: chỉ cần bảo họ nói mập mờ là phạm phép của Chúa thì có can hệ gì mà không theo. Môn đồ đưa mắt nhìn nhau mà cười, Giê-xu thấy vậy cũng cười theo. Môn đồ lại hỏi: đàn bà có tính hay thẹn, nếu phạm tội ấy chắc chẳng ai dám nói ra. Giê-xu thấp giọng bảo rằng: thì cứ tùy theo mức độ nặng nhẹ, họ bảo nộp tiền hoặc vải lụa để chuộc tội, như thế càng có lợi cho ta chi dụng, chứ có sao đâu. Người kia mừng được tha tội, lòng tin đạo lại càng bền vững hơn. Ý kiến là ở chỗ ấy vậy. Môn đồ lại hỏi: thầy dỗ dụ người ta đổ lỗi thật là giỏi quá. Giê-xu nghe vậy cười vang. Môn đồ lại hỏi: xin thầy cho biết ý kiến của phép bánh thánh như thế nào? Vì sao những người đến xưng tội đều phải ăn? Giê-xu đáp: người ta đã xưng tội rồi mà không cho phép gì thì để tỏ vẻ thần bí thì họ không tin. Vì thế ta phải đặt ra bánh thánh và làm phép chính khi cho người xưng tội. Các người hãy dỗ họ rằng: con đã được giải tội, hồn con từ nay được trong sạch. Đức Chúa Giê-xu ngự trị trong hồn con sẽ ban ánh sáng cho con. Người xưng tội sẽ vui mừng nghe theo các ngươi. Đến khi làm lễ, các cách mím miệng, thổi hơi, giơ tay, chỉ trỏ, bắt quyết cũng như trước. Như lời niệm kính thì đọc khác đi, niệm rằng: cầu Chúa Giê-xu giáng linh cho miếng bánh này. Bánh nhập vào thể xác sẽ gò hãm cõi hồn ở nơi u tối. Kẻ kia thành người vô tri vô giác, chỉ biết tuân theo đạo Chúa. Đã có linh hồn của ta và do ta làm dấu bắt quyết hợp ba thứ ấy, lại thì kẻ kia ắt phải tối tâm ngu muội, lại phải dạy con chiên khi ăn bánh thánh phải nuốt trứng, dọa rằng bánh này là một phần thân thể của Chúa Giê-xu. Chớ nhai mà bị tội chết, nếu cứ để cho nhai thì bánh sẽ ngấm nước bọt có mùi hôi thối, người ta không tin nữa. Ấy là ý kiến của phép bánh thánh. Môn đồ nhân đó lại hỏi về ý kiến của rượu thánh. Giê-xu đáp: bánh thánh và rượu thánh không có hai thứ ấy thì không thành lễ. Dùng rượu là để tượng trưng cho máu của ta, bánh là để tượng trưng cho thịt của ta. Phải có khí vị của ta ở đó thì ta mới có chỗ dựa mà giáng linh. Môn đồ hỏi: linh hồn của thầy dựa vào đâu mà giáng xuống? Giê-xu đáp: dựa vào phần xác của ta mà con chiên đã được băng hưởng, cho nên gọi là giáng linh. Môn đồ lại hỏi: nếu thế thì bánh và rượu có ý nghĩa cùng như nhau thôi, tại sao chỉ có con chiên ăn bánh chứ không được uống rượu, còn các thầy cả thì được ban hưởng cả hai thứ đó? Giê-xu đáp: bánh thì có thể làm được nhiều, chứ rượu thì lấy đâu ra cho nhiều. Môn đồ lại hỏi: vậy sao không dùng rượu gạo mà lại dùng nước ép quả nho để đến nỗi khó kiếm thế? Giê-xu đáp: nếu dùng rượu gạo thì không khác gì với tế lễ thần, người ta sẽ nghi ngờ đạo ta. Môn đồ hỏi: cứ như ý thầy thì bánh thánh của các thầy cả đạo ta phải có phép riêng chăng? Giê-xu đáp: bánh thánh và rượu thánh ban cho các thầy cả thì có lời niệm khác. Lúc uống rượu thánh thì niệm rằng: cúi nguyện Đức Chúa Giê-xu giáng thân xuống chén rượu này, rượu vào lòng dạ mở trí tuệ diệu kỳ cho con. Niệm xong đánh chuông, nâng chén rượu lên để con chiên vái lại, rồi dốc chén rượu cạn. Về bánh thánh, bánh vào lòng dạ thêm trí tuệ diệu kỳ cho con. Niệm xong đánh chuông, giờ miếng bánh lên cho con chiên vái lại, rồi bẻ miếng bánh thánh bánh ra làm đôi, cúi đầu mà nuốt. Như vậy bánh ấy, rượu ấy sau khi được con chiên vái lại càng linh thiêng hơn. Linh hồn ta nhập vào các ngươi,
các ngươi hóa thành thân ta, rồi đó phân phát bánh nhỏ cho con chiên như cách thức đã nói trước. Môn đồ hỏi: Thưa thầy, như thế phải chăng ý kiến của phép rượu thánh chỉ có một, còn phép bánh thánh thì có hai ý kiến khác nhau? Giê-xu đáp: Quả đúng như lời người đấy. Có loại bánh của người khỏe, có loại bánh của người ốm, có loại bánh thánh của thầy cả. Ba loại bánh ấy đều kèm theo những lời niệm dùng riêng cho khác nhau. Môn đồ hỏi về ý kiến của phép chuộc tội. Giê-xu đáp: Đó là thủ thuật ta dùng để thử cho biết con chiên có thật lòng tin đạo hay không. Bảo họ đọc kinh, nạp tiền, liếm đất, họ đều nhất nhất làm theo. Như thế thì biết họ thật lòng hối lỗi. Nào có gì mà bảo là chuột đâu. Nói đến đó, thầy trò Giê-xu nhìn nhau mà cười rộ. Môn đồ hỏi: Nạp tiền là sự việc rõ ràng, có thể biết được. Còn như tụng kinh, liếm đất là những việc lờ mờ, thì chúng ta làm sao mà biết được? Giê-xu đáp: Có khó gì đâu. Nguyên là con chiên sợ nói dối phải tội, cho nên không dám nói dối ta. Đợi khi họ đến xưng tội lần sau, ta sẽ hỏi họ: Điều lỗi lần trước con đã chuộc chưa? Nếu họ trả lời đã thì tin là đúng. Điều đó đã thật thì biết lòng tin đạo của họ cũng là chân thật vậy. Môn đồ hỏi ý kiến của lễ phòng mộ như thế nào? Giê-xu đáp: Lễ mộ và lễ Misa nguyên do cũng chỉ là một mà thôi. Đó là vì người ta ai cũng có lòng thương xót người thân. Nếu dứt hẳn cái tình cảm ấy đi, không theo tục lệ cũ một chút ít nào, gò bó lâu ngày không chịu nổi, thì người ta sẽ không theo đạo ta nữa. Cho nên ta phải đặt ra hai lễ ấy để lừa gạt con chiên, làm cho họ được yên lòng. Môn đồ lại hỏi về ý kiến của phép matrimonito. Giê-xu đáp: Vợ chồng ở đời có nhiều người muốn bỏ nhau, hoặc là vẫn cùng nhau chung sống nhưng trộm nhớ thầm yêu kẻ khác, cho nên bắt họ phải làm lễ yết Chúa Trời, xin Chúa chứng giám là cốt để cho họ sợ mà không dám làm vậy. Ý kiến chỉ có thể mà thôi. Còn như bảo họ xưng tội là cốt để trấn áp, làm các phép lễ mà để tỏ vẻ thần bí, bảo họ úp tay lên nhau là để thể hiện tình thân yêu, ban nhẫn cưới là để cho họ ghi nhớ, ca hát là để thêm phần văn hoa. Đó đều là những nghi thức phụ trợ thêm vào mà thôi. Còn như cùng một phép cưới mà phân biệt ra đại hôn lễ và tiểu hôn lễ, chỉ khác nhau ở chỗ tiểu hôn lễ là lễ cưới của người nghèo, còn đại hôn lễ là lễ cưới của người nhà giàu. Bọn họ đều là con chiên của đạo ta cả, nhưng còn phân biệt khi làm lễ thì điều đó các ngươi còn chưa hiểu. Lát nữa ta sẽ nói rõ. Còn về những lời khuyên can khi họ xưng tội để làm lễ cưới thì có khác so với các lời khuyên can con chiên trong các buổi xưng tội bình thường. Ta đã nói với các ngươi rồi, riêng phần xưng tội để làm lễ cưới thì chờ cho họ nói xong, các ngươi sẽ bảo họ rằng đối với các cặp vợ chồng trẻ, lũ quỷ ở địa ngục thường len lỏi vào tận nhà suối cho vợ chồng đam mê dâm dục, rồi chúng nhất nhất ghi hết vào sổ để sau đem trình với Chúa Giê-xu bắt đầy xuống hỏa ngục. Các con chỉ nên giao hợp một tháng hai lần thì mới đúng phép. Nếu chịu được mỗi tháng một lần thì đó là điều rất được phúc để lên thiên đường. Ta mừng thấy một đôi vợ chồng vì dâm dục quá mà phát thai trong bụng người chồng. Chỉ hơn 5 tháng thì hai vợ chồng nhà ấy đều chết cả. Các con phải nên cẩn thận sự ấy. Những lời khuyên trên đây nói cho cả vợ chồng cùng nghe, nhưng lại sợ rằng khó bịp được người chồng, cho nên phải lừa dọa người vợ thì dễ hơn. Lừa dọa được người vợ thì vợ ngăn trở chồng, thế mới là diệu kế. Cho nên phải dọa người vợ rằng đàn bà mà khiêu gợi chồng làm sự ấy thì nặng tội hơn. Chồng ép giao hợp nhiều lần mà vẫn ưng chịu thì trước hết cũng cứ là tội của vợ. Nay vợ chồng các con còn trẻ son, nếu sớm hôm đọc kinh cầu nguyện thì được Chúa Giê-xu yêu mến mà cho sinh con trai, con đẻ cái, không cứ phải là giao hợp nhiều. Họ đã tin lời chăm lo tụng kinh không rỗi thì cũng bất tơ tưởng chuyện nam nữ
trong buồng riêng. Từ khoảng 40 tuổi trở lên, tính tình người ta đã bình tĩnh, ít ham muốn nhục dục, thì không phải khuyên bảo gì nhiều. Còn đối với hạng người hạng dưới 40, khi vào xưng tội, trước tiên đều phải hăm dọa như thế. Môn đồ hỏi, nếu họ văn dạ bề ngoài, nhưng khi về nhà chứng nào tật ấy thì biết làm thế nào? Giê-xu đáp, những cặp vợ chồng trẻ nào xưng tội đều phải dọa rằng, nếu con mà làm chuyện kín trong buồng nhiều quá thì tội ác chồng chất, không che nổi mắt Chúa. Nay ta thấy khí sắc vợ chồng con không được như trước, xem chừng mệt mỏi ủ rũ lắm. Quỷ đã ghi hết tội của các con để trình với Chúa Giê-xu, bắt đầy xuống địa ngục. Tính đàn bà thường hay thẹn, ắt sẽ lại khóc, nhất nhất kể hết, kiểm tính xem họ ăn nằm với nhau bao nhiêu lần, rồi sau mới khuyên rằng, từ đây về trước thì tha thứ cả, nhưng từ nay về sau thì phải răn lòng. Người vợ về nhà sẽ bảo chồng, cha sử có mắt thần, không nói cha cũng biết, may mà nói ra khỏi đầy xuống địa ngục. Vậy mà từ sau họ không dám giao hợp nhiều nữa. Môn đồ hỏi, chỉ sợ họ đem chuyện ấy nói lộ ra thôi. Giê-xu nói, cây ấy thì có gì phải sợ, việc kín trong chỗ buồng thê, vợ chồng nhà ai mà nhà ấy biết, họ giải gì mà nói với người ngoài. Môn đồ lại hỏi, làm cái việc bí mật ấy liên quan gì ý kín như thế nào? Giê-xu đáp, nếu không có ý kín thì cần gì phải nói cho thêm phiền. Nguyên do là vì giao hợp nhiều thì sinh đẻ lắm, đạo ta khó kiềm chế được. Vả lại sinh đẻ nhiều không ngừng thì đàn ông thế nào cũng lấy vợ bé, cho nên phải dọa như thế để giảm bớt việc sinh đẻ của bọn họ. Môn đồ hỏi, nếu họ chẳng chịu nghe thì biết trị thế nào? Giê-xu cười đáp rằng, các người phải khuyên bảo như thế cho hết chức trách của mình, chứ lòng người ta thì biết thế nào mà phòng trước được. Nhưng người ta phần nhiều ngu khờ, còn những kẻ cứng đầu, cứng cổ thì cũng không mấy, chẳng cần phải quá lo xa đề phòng. Môn đồ cười, đều cười rộ. Giê-xu nói, thi hành phép cưới như thế, những kẻ sợ Chúa Trời chẳng bao giờ dám ăn ở hai lòng. Chuyện ấy không phải nói đến nữa. Còn như vợ chồng lấy nhau hợp sở nguyện thì phép của ta lại càng tỏ ra là đúng. Để thân thuộc trong năm hạng để ta, thì từ hàng anh em con chú con bác trở lên thì còn tình thân thiết, không nỡ lấy nhau. Từ hàng ấy trở xuống quan hệ đã xa, có thể muốn lấy nhau rồi. Khi làm lễ giải tội phải hỏi kỹ đôi bên trai gái để biết rõ ý muốn của họ, sau đó dọa cha mẹ đối bên rằng, chúng nó muốn lấy nhau là do ý Chúa Trời đã định trước, nếu không cho chúng được thành vợ chồng tức là làm sai ý Chúa, ngày sau sẽ bị đày xuống địa ngục. Cha mẹ đôi bên sợ mà phải bảo cho lấy nhau, trai gái được tội nguyện thì cớ lý do gì mà bỏ nhau nữa? Đó cũng là ý kiến vậy. Môn đồ nói, dựa theo tình cảm của người ta để mà thực hiện ý kiến của mình, thầy thật là giỏi quá. Nhưng mà cho người cùng chung huyết thống lấy lẫn nhau như thế thì có đúng là đạo lý không? Giê-xu đáp, ý kiến chính là ở chỗ vợ chồng chung lộn huyết thống như vậy đấy. Đại để đạo ta lấy sự ngu dân làm đầu, dung túng cho người cùng huyết thống lấy nhau thì con cái đẻ ra sẽ đần độn, chỉ biết tuân theo sự sai khiến của ta, sinh đẻ càng ít thì càng đỡ lo. Ta chỉ cốt sao thi hành được mưu kế chứ họ hàng gia tộc thì kể gì, sang hàng không tương xứng cũng cứ mặc cho họ lấy nhau. Ý nghĩa cũng thế thôi, dọa cha mẹ họ rằng đó là diệu lý của Chúa Trời thì ai là những chẳng tuân theo. Nguyên là những người đầu óc sáng suốt thì khó lừa gạt, kẻ ngu khờ dốt nát thì dễ thuần phục hơn. Kẻ sang mà lại lấy người sang thì khí tốt chung đúc, con cái sinh ra sẽ tinh anh hoặc bác, ngày sau lớn lên ắt sẽ hơn người, bọn ấy sẽ quát nạt chân chúng thì còn ai tôn thờ đạo ta nữa. Đạo của ta ắt sẽ bị thiệt hại. Dọa họ rằng ý Chúa Trời muốn tác thành cho họ ăn đời ở kiếp v
với nhau thì tinh anh, thì tinh anh tú sẽ, tinh anh tú khí sẽ bị hỗn dục. Con cái để ra ắt phải u mê, dễ dàng hãm vào trong vòng pháp thuật của ta, đạo ta vậy. Các môn đồ đều vui mừng: thầy quả thật là thần. Môn đồ lại hỏi: phép một vợ một chồng đè nén tình người quá lắm, chưa rõ ý riêng của thầy thế nào? Giê-xu đáp: một vợ một chồng thì dân chúng thông thường ai cũng thế, ta không phải lo. Nhưng mà đặt ra phép ấy là để đề phòng các nhà giàu sang quyền quý mà thôi. Bọn họ đều nhờ mạch đất tốt mà phát đạt, khó lừa dối nổi. Nếu để họ lấy nhiều vợ, sinh ra nhiều con cái, vượng khí tốt đẹp, chung tụ vào những người tài giỏi xuất chúng, thì làm sao mà mê hoặc được nữa? Nếu không ngăn chặn được trước, con cái họ lớn lên sẽ trở nên mọi người uy thế bao trùm, khiến cho bọn dân ngu không tin theo đạo ta nữa. Bọn ta ắt sẽ bị chém đầu, cho nên phải đặt ra phép ấy để ngăn chặn. Trước hết phải lừa dọa, đó là phép Chúa trời định ra, khiến cho họ không dám trái ý Chúa. Như thế thì sinh đẻ ít, dễ bề chế ngự. Khi truyền giảng phép này, nên chọn cái nào chỉ có một vợ nhưng nhiều con, làm ví dụ nói rằng đó là số mệnh do Chúa trời định trước, đâu phải cứ lấy nhiều vợ mới có nhiều con. Lại chọn kẻ nào nhiều vợ nhưng không có con, làm ví dụ nói rằng Chúa trời đã không cho có con, lấy nhiều vợ có ích gì đâu. Nói như thế người ta sẽ tin. Hơn nữa, tính đàn bà hay ghen, dễ bị lừa dối, nắm lấy cái tính hay ghen ấy, trước hết dọa vợ thì vợ sẽ về ngăn trở chồng. Môn đồ hỏi: nếu người ta không có con thừa, tự cũng đành phải chịu thôi hay sao? Giê-xu đáp: chết rồi không phải thờ cúng thì cần gì phải có con thừa tự, phải dụ dỗ để họ chịu vậy mà thôi. Lại bảo rằng: từ nay không ai có con, Chúa trời lại càng thương, sau khi chết được lên thiên đường mau hơn. Nếu nhiều người không có con thì chúng ta càng đỡ phải lo thuyết dụ. Đó là ý kiến của phép một vợ một chồng. Còn như trong số những người theo đạo, có không ít kẻ phú hào, tùy theo đạo ta vẫn giữ ý lấy nhiều vợ. Phải đợi đến khi họ gần chết, sẽ bảo họ từ bỏ hết vợ thì mới được làm phép giải tội ăn bánh thánh và mau lên thiên đường. Kẻ nào vẫn không chịu làm như thế thì các ngươi cứ bảo là không dám tự ý làm phép giải tội trái ý Chúa. Cứ để cho hồn họ được đày xuống địa ngục. Ta lại dụ dỗ người vợ để có lấy, người ấy thúc bách chồng. Người bệnh đang hấp hối, ắt phải miễn cưỡng nghe theo. Làm như thế, những người ngoài đạo có mặt tại chỗ lúc ấy hẳn không dám mượn cớ chê bai, từ đó sẽ càng vững tin ở phép một vợ một chồng. Môn đồ hỏi: về việc cho những kẻ góa vợ góa chồng đi lại với nhau cũng là có ý kiến gì chăng? Giê-xu đáp: đối với những người trẻ tuổi mà ép ức họ quá thì không theo đạo ta nữa. Một người đã không theo thì người khác cũng bắt chước, đạo ta ắt sẽ tan rã. Cho nên phải đặt ra phép ấy để khơi thông tình cảm của họ. Ý kiến là ở chỗ đó. Môn đồ chuyển sang hỏi về cái thuyết Chúa trời ba ngôi. Thuyết ấy thật hư thế nào? Xin thầy bảo thật cho chúng con được rõ. Nghe nói chuyện ấy, Giê-xu khẽ nhếch mép, rồi bất giác ha hả cười to mà rằng: chỉ có một Chúa trời, chẳng làm gì có chuyện ba ngôi. Nhưng nếu không mượn oai Chúa trời thì không mê hoặc được dân chúng. Mình không có chút phép lạ gì thì người ta không chịu tin. Kiếp trước ta vốn là sơn thần, có nhiều phép lạ, cho nên ta mới niệm Chúa ra đời, viện Chúa ra đời. Nào có ai trèo lên trời mà biết là ba ngôi? Việc ấy để sau ta sẽ nói thêm cho các ngươi hiểu rõ. Môn đồ lại hỏi: cái thuyết thiên đường địa ngục có thật hay không? Giê-xu đáp: trời cũng là chất khí, nếu có nhà cửa ở trên đó thì hẳn là phải có cột có nền. Đã có cột có nền đất thì tức là trên mặt đất này rồi, chứ đâu phải là trời. Cũng ví như là đã có đất mà lại có mặt trời, mặt trăng, mây, gió, thì đó là trời, chứ đâu phải là đất nữa. Vòng trời di chuyển xoay quanh chuyển phải,
cứ nhìn các ngôi sao thì sẽ rõ. Nếu có nhà cửa ở trên trời thì khi vòng trời chuyển động làm sao cho khỏi sụp đổ. Mặt trời như khói lửa rực cháy rọi xuống, dân gian đã đủ nóng bức khổ sở. Nếu trên trời lại có nhà cửa, há không cháy rụi cả hay sao? Chỉ vì nói đến anh linh thăng giáng cho nên gọi là trời, lập đền thờ phụng cho nên gọi là đền trời thiên đường. Nếu chẳng phải xây cất trên mặt đất này thì ngôi đền trời ấy há lại lơ lửng trên chín tầng mấy hay sao? Nhưng đền trời vắng vẻ lắm, đâu được vinh hiển như nơi tôn miếu của triều đình. Phải nói ra cho các cách thần bí như thế thì dân chúng mới ham thích và theo đạo ta. Cho nên trước hết phải đem thiên đường ra để dụ dỗ cái tai người ta. Môn đồ nghe nói như thế bèn cười ồ lên cả. Giê-xu lại nói: địa ngục các ngươi há lại không hiểu, đất liền một khối, có hang lỗ nào thông xuống bên dưới đâu? Dưới đất làm gì có tù ngục để tập hợp ma quỷ cho chúng ăn thịt người? Giả như có một cái ngục như thế chăng đi nữa thì lũ ma quỷ kia vào ra đường nào mà hại ngươi được? Các ngươi chẳng lẽ không thấy quỷ thần đều ở trên mặt đất cả, có cái gì gọi là địa ngục đâu? Chẳng qua cho người chết xuống đất thì gọi là âm phủ mà thôi. Địa ngục tối om, ai gì dễ thấy quỷ sứ cai quản cái ngục ấy? Nguyên do là ta nói cái chuyện mập mờ bí hiểm ấy là muốn cho người ta chuyên tâm theo đạo ta mà thôi. Cho nên trước hết phải đem địa ngục ra dọa cho người ta sợ đã, môn đồ nói. Như vậy thì những điều thầy dạy về phúc, thiện, họa, dâm đều chẳng có gì hết hay sao? Giê-xu nói: không phải thế, đó là nhằm vào việc đại gian đại ác, chứ đâu phải để ý đến những chuyện vặt vãnh linh tinh. Những kẻ ngu ngốc thật dễ lừa, giỏi lắm thay. Nói đến đó, thầy trò Giê-xu đều hoa tay cười qua. Môn đồ lại hỏi về thuyết tận thế có thật hay không? Giê-xu đáp: có chứ. Nhưng trời đất từ lúc bắt đầu đến lúc chung tận cứ một nguyên là 12 hội, cứ thế chẳng biết đến mấy nghìn vạn năm. Vẫn trời mở đóng rất khó, đâu phải đột nhiên tận diệt. Ta phải bịa ra cái chuyện mưa dầu hạn hán, mưa dầu hạn lửa khiến cho người ta phải sợ hãi, có thể họ mới kiên lòng tùng đạo, tôn sùng đạo ta. Khi gặp sự biến giặc giả tai dị thì phải dọa rằng: nay xem thiên tượng, thấy ngạc thực, động đất, đó là điềm báo trước ngày tận thế chỉ trong khoảng chưa đầy 30 năm nữa mà thôi. Con chiên cần phải lo tu tỉnh để được lên thiên đường. Lời nói có chứng nghiệm như thế thì dân chúng lại càng sợ, không kịp rỗi để mà hưởng cuộc sống yên vui. Môn đồ lại hỏi: thầy nói về thuyết tận thế chung và tận thế riêng là ý nghĩa thế nào? Giê-xu đáp: cái chết của một người nào thì ta gọi là tận thế riêng của người đó. Nói như thế thì ai nghe cũng phải lấy làm mừng mà sẽ tránh được cái khổ sở khủng khiếp của ngày tận thế chung. Có thể họ mới vui mà theo đạo ta, còn chết như về. Môn đồ lại hỏi: thầy nói người ta quý nhất là phần hồn, còn phần xác do đất vắt nên chỉ là vật hèn mọn, như vậy là thế nào? Giê-xu ha hả cười vang mà đáp: trong khoảng trời đất này, vật gì lâu ngày cũng hư hoại, hư hoại thì biến thành đất, nào phải riêng gì để thể xác người ta? Như vậy thể xác quả thật là một vật hèn mọn chăng? Nếu là hèn mọn, cần gì phải trang sức mũ áo? Người giàu sang sao lại không dám lấy kẻ ăn mày? Thể xác với thể xác đều cùng chung công dụng, có gì phân biệt sang hèn? Nhưng ta lo rằng người ta không quý gì hơn mạng sống. Nếu có thể có kẻ dùng vũ lực mà uy hiếp thì người ta không tôn thờ đạo ta nữa. Cho nên trước hết ta phải đem cái thuyết ấy ra lừa phỉnh, khiến cho những kẻ ngu khờ tin thể xác của họ đúng là vật hèn mọn do đất bắt ra, tự cho là không đáng quý trọng, mà chỉ có linh hồn mới thật đáng quý trọng. Đó chính là cái mồi để giữ họ luôn luôn kiên lòng theo đạo ta. Như thế dù nhà vua đột nhiên cấm đạo, dẫu có phải đứng trước gươm giáo sáng loè,
người ta vẫn coi như sự sống mà trước sau không hài lòng. Đạo ta do vậy mà được tôn lên. Vua không cấm được dân nữa thì đạo ta không được tôn thờ vậy. Môn đồ lại hỏi: Thầy nói ông Noe có nghìn con vạn cháu, sao thành ra người muôn nước? Ý nghĩa chuyện ấy thế nào? Giê-xu đáp: Ý ta muốn liên kết lòng dân các nước khiến họ cùng tôn nước ta, cho nên mới đặt ra chuyện ấy, khiến cho các người nước khác nhận rằng họ đồng tộc đồng tôn với người Tây Dương. Như thế chẳng phải là người không theo về với nước ta vậy sao? Chuyện này cũng như chuyện Adam, đều cùng một ý tôn thờ Chúa Trời. Môn đồ hỏi về việc các thầy cả chịu phép ma cắt đầu dương vật. Giê-xu đáp: Chẳng có việc gì không có ý chính. Sở dĩ làm phép ấy, một là để ngăn chặn lòng ham muốn nhục dục, hay là để cho các thầy tu khỏi bỏ đạo giữa chừng. Chỉ một mà thầy tu nỗi lòng dâm hoặc nửa chừng bỏ đạo thì dân chúng sẽ khinh thường, không theo đạo nữa. Môn đồ lại hỏi: Mỗi làng đều có hai hòm quỷ, một hòm gọi là quỷ chung, chi dùng cho công việc của nhà thờ, một hòm đựng tiền thu được khi làm lễ, gọi là quỷ tế thần, quỷ tế bần, quỷ cứu giúp người nghèo. Vậy mà chúng tôi thấy mỗi khi có việc chi, vì chi tiêu chung của nhà thờ đều do giáo đồ đóng góp cả. Còn những kẻ nghèo khó trong các làng chưa từng nghe nói một ai được cứu giúp, như vậy là thế nào? Việc này hết sức bí mật, về sau sẽ nói rõ. Giê-xu nói: Những ý trên đây ta đã nói cho các ngươi biết rõ. Song ngoài những phép chính ấy cũng còn có nhiều ý khác nữa. Môn đồ hỏi: Thưa thầy bảo sao? Giê-xu đáp: Trong nước hỏi thưa thầy bảo sao? Giê-xu đáp: Trong nước xảy ra nhiều sự loạn nghịch là bởi triều đình để cho dân chúng học chữ, đọc sách, biết các phép thiên văn, địa lý, bói toán vân vân. Dân chúng thông hiểu sách vở thì sẽ là kẻ địch của đạo ta. Ngày nay nếu cấm hẳn việc học hành thì dân chúng ngu muội, không phân biệt được những lời thuyết giáo của ta và phải của ta là phải hay trái, không biết rõ đạo ta là chân chính hay gian tà. Để cho ai muốn theo đạo ta thì theo, ai muốn theo đạo cũ thì theo. Như thế có phải là thích hơn không nào? Các người thử nghĩ mà xem. Giê-xu lại nói: Ngoài các phép ma kín còn các phép kín nữa. Môn đồ hỏi: Dám phiền thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Giê-xu thấp giọng nói nhỏ rằng: Ngăn cỡ đạo ta thì chỉ có ở những kẻ quyền hào và những người thông minh trí tuệ mà thôi. Bọn họ thường nạt nộ không cho dân chúng tôn thờ đạo ta. Bắt phải giết hết bọn ấy đi thì sự đạo về sau mới được dễ dàng. Môn đồ hỏi: Làm thế nào mà giết được? Giê-xu đáp: Cứ phải thân thiện với họ, hết sức mềm mỏng, đi lại biếu sáng quà cáp, trước sau như một. Cứ dăm tháng một lần đem thuốc quý rượu ngon đến biếu. Đợi 3-4 năm sau họ hết nghi ngờ, rồi đó sẽ bí mật lấy thạch tín trộn vào thuốc địa để làm than dược, hoặc bỏ vào thuốc than thuốc, hoặc đem ngâm rượu chế thành viên tể, vân vân. Nhân một vài dịp kẻ kia bị đau ốm loang xoang gì đó thì từ từ đem thuốc ấy mà cho. Chỉ vài tháng sau kẻ ấy phải chết, có thế đạo ta mới thành. Trước đây ta thường dùng sách này rất nhiều, nhưng các ngươi không hề hay biết. Thằng bé Naco chỉ là một kẻ trong số đó mà thôi. Cả Sari và Anno nữa, há chẳng phải cũng bị chết bởi cách ấy đó sao? Môn đồ sửng sốt đưa mắt nhìn nhau. Giê-xu nói tiếp: Không làm như thế nghĩa là các ngươi không muốn giết bọn họ. Ngày sau bọn họ được vẻ vang đắc chí thì họ sẽ giết hết các ngươi. Kẻ nào muốn giết ngươi thì ngươi phải giết kẻ ấy, thì ngươi phải giết kẻ ấy đi. Đó là lẽ đương nhiên vậy, có gì là tội lỗi? Nhưng phép ấy có thể cũng chỉ nên đem dùng đối với người nước ngoài, chứ không nên dùng đối với người trong nước. Tiếp đó Giê-xu bảo các môn đồ rằng: Bây giờ ta dạy cho các ngươi nghi thức phép thánh thể mình thánh. Phép này thể hiện đủ các phép kín. Các ngươi hãy họp nhau lại ghi chép cho hết,
từ việc rảy nước thánh trở đi. Ghi xong bao phong tất kín, một mặt các ngươi phải học thuộc lòng những lời cầu niệm khi làm lễ, tập cho thành thạo các nghi thức là dấu phép, sau đó sắm sửa các đạo phục chia làm hai hạng. Môn đồ thấy hình trang đạo phục quả là kỳ quái, Giê-xu giải thích rằng mũ triều thiên cùng các áo lễ để các ngươi lúc sống mặc vào người cho vẻ vang tấm thân, khi chết thì dùng luôn làm đồ liệm. Đạo phục hạng thứ hai cũng có công dụng như thế, còn về ý nghĩa thì đai thụng đen để tượng trưng cho việc quân Giu-đê trói ta bằng dây da, áo trắng có các dải tua là để tượng trưng cho việc ta bị bọn chúng trùm khăn trắng lên đầu, dìm vải trắng xung quanh là quanh cổ là để tượng trưng cho việc ta bị treo đeo gông, các người các chỗ dải tua thắt nút là để tượng trưng cho việc ta bị xiềng khóa, chiếc đại vải buộc đầu tượng trưng việc ta bị trói vào giá câu rút, áo tròn thụng không tay là để tượng trưng cho việc này ngày hôm ấy ta bị bọn quân lính choàng chiếc váy đỏ lên người. Môn đồ hỏi: thầy bảo sắp sửa các thứ đạo phục rắc rối như vậy nhằm mục đích gì? Giê-xu đáp: một là để ghi nhớ những nỗi cực khổ khi ta chịu nạn, hai là để các ngươi khắc sâu trong lòng dẫu bị cực hình như thế cũng không phản đạo. Rồi đó đặt thêm kiểu mũ đen bốn góc. Giê-xu lại dặn rằng: về sau các ngươi nên cho làm nhiều ảnh và tượng mô tả việc ta bị đóng đinh trên giá câu rút, treo dựng khắp các nơi công tư trong và ngoài nhà thờ để các ngươi hàng ngày trông thấy mà tự thề dầu phải chịu chết như thế cũng không bỏ đạo. Môn đồ đồng thanh dạ ra. Định xong mà nghi thức áo mũ, Giê-xu bèn phân định chức đạo cho các môn đồ chia thành hai bậc, trên là vít vồ tổng giám mục, thứ đến là giám mục. Tổng giám mục bên ngoài mặc đạo phục hạng nhất, bên trong mặc thêm đạo phục hạng nhì, các giám mục thì cùng mà dùng đạo phục hạng nhì mà thôi. Phêrô được chỉ định giữa các chức tổng giám mục, các tông đồ khác đều là giám mục. Bây giờ Giu-đa đã phản thầy, có người tên là Matthew đến xin chịu đạo. Giê-xu thấy các môn đồ đều tỏ ý ưng thuận, bèn đưa vào phòng kín cắt đầu dương vật, bôi thuốc cho lành rồi cho nhận chức giám mục cho đủ số 12 tông đồ. Tất cả 11 giám mục đều chịu truyền điều khiển của giám mục đốc chính, định ra các cấp bậc làm lễ phép cô phi ma song, phép cô mi ma song, phép thuyết an tri song. Ngoài các giám mục không ai được làm. Chất dầu thánh cũng phải do giám mục điều chế, các thầy cả chỉ được lĩnh về làm lễ mà thôi. Ngoài ra những lễ khác thì thầy cả đều được phép làm. Lai lịch ra cách thức đọc lời niệm đối với người trong nước, vì là cùng tiếng nói nên phải đọc nhẩm cho khác đi. Còn đối với người nước ngoài, vì khác tiếng nghe không hiểu thì cứ đọc to rõ. Lại định ra kiểu làm nhà thờ và cách thức làm lễ. Đại khái kiểu nhà thờ cũng như kiểu ở nhà ở, gian giữa là bàn thờ hình con ba tầng, trên hẹp dưới rộng như nghi thức cung điện ở trong triều. Bên trên treo ảnh Chúa Giê-xu hoặc ảnh Đức Mẹ Maria bế Chúa hài đồng. Đằng trước có màn che, đặt đài cắm nến. Môn đồ sắp đặt đầy đủ lễ phục cho cha xứ. Để ở phía bên phải bàn thờ, bánh thánh, rượu thánh đặt bên phải bàn thờ. Gian thứ hai là nơi ngồi của các môn đồ. Từ gian thứ ba trở ra, tùy theo chiều dọc nhà thờ lớn, dài hay ngắn, có thể chia ra hai lĩnh vực cho giáo dân: đàn ông ngồi phía trên, đàn bà ngồi phía dưới. Bắt đầu vào lễ, mọi người cùng đọc kinh 10 điều răn và kinh bởi trời. Đọc xong, cha xứ mặc thường phục để đầu trần.
từ trong tư thất đi lên nhà thờ ở phía bắc gian giữa. Có một người phụ lễ đi theo. Cha xứ đứng trước bàn thờ đọc lời niệm dẫm, niệm xong bước lên thềm để xỏ chân vào giày rồi tự trình mà mặc lễ phục cho đúng nghi thức như đã nói. Đọc lời niệm an phục, mặc lễ phục xong quay lại phía con chiên, xòe hai bàn tay ra rồi nắm lại. Niệm nhẩm niệm xong lại hướng ra phía ngoài, giơ tay phải làm dấu chữ thập. Làm dấu xong quay lại hướng lên bàn thờ đọc sáu chương kinh. Đọc xong lắc chuông gõ mõ ra hiệu thắp nến, rồi làm lễ dâng rượu thánh, bánh thánh, nghi thức như đã nói ở đoạn trên. Các thiếu nữ đồng trinh cất giọng hát chút theo lối hát đuổi. Sau đó những người đã xưng tội chịu lễ cách thức như đã nói trước. Cha xứ ngồi trên ghế lễ hướng xuống phía con chiên mà tuyên thị lời răng. Răng xong lại nhẩm đọc mặc kinh một lần nữa rồi trở vào tư thất. Giáo dân ngồi lại đọc kinh 10 điều răng để kết thúc cuộc lễ. Phép cô mô xong bắt đầu có từ đó. Định xong nghi thức phép răng, Giê-xu nói tiếp: bây giờ ta dạy các ngươi về lễ cặp môn. Lễ này chủ yếu dùng bánh thánh và rượu thánh, đem hai thứ đó mà cúng ta. Ngoài hai thứ ấy ra, cố nhiên vẫn phải thề có đèn đến để linh hồn ta dựa vào đó mà giáng xuống. Nếu không thì biết tờ dựa vào đâu. Các ngươi chỉ nói đó là lễ dân mình thánh, chứ không được nói đó là lễ thờ cúng linh hồn ta. Nếu nói như thế, giáo dân suy ra mà biết đạo ta cũng không bỏ thờ cúng, do đó mà trở lại theo tục thờ cúng tổ tiên. Môn đồ văn dạ nghe lời, Giê-xu lại dặn cách làm lễ. Lễ này ngày nào cũng phải làm. Ngày nào các ngươi cũng ăn bánh thánh, uống rượu thánh. Ngày nào các ngươi cũng được ăn linh hồn ta, mặc quần áo của ta. Như vậy các ngươi làm lễ cũng như chính ta làm lễ vậy. Vả lại hàng ngày các ngươi gặp gỡ con chiên, dạy họ thêm chút tinh thần, họ càng dốc lòng tin đạo. Dẫu có ai dụ dỗ bỏ đạo, họ cũng không lay chuyển. Môn đồ văn dạ tuân lời. Giê-xu lại dặn: đạo ta thường hay làm dấu thánh chữ thập có hai ý. Khi ăn uống làm dấu ấy là để tưởng nhớ công ơn thiêng liêng của ta. Khi trừ tà yểm quỷ làm dấu ấy là có ý dùng giá câu rút mà trấn áp ma quỷ. Ma quỷ thấy giá câu rút thì kinh sợ như thấy gươm đau vậy. Cho nên những khi cần yểm trừ ma quỷ thì cần nhiều phải làm dấu chữ thập. Rồi đó Giê-xu thấy ba bộ sách khi còn sống vẫn thường dùng để xem thiên văn, địa lý và tướng người, trao cho các môn đồ mà căn dặn rằng phải đọc cho tinh thông ba bộ sách này thì mới thực hành được lời dạy của ta. Giê-xu lại trao cho môn đồ một cuốn sách nói về âm dương thuật số, bói toán do mình soạn ra, bảo rằng các ngươi phải tinh thông các thuật ấy để làm kế phòng thân, không được tiết lộ cho bọn ngu dốt biết. Trong đó đã có đủ cơm ăn áo mặc rồi ấy. Các phép đã sắp đặt xong, Giê-xu lại lấy một quyển sách thuốc trong đó ghi chép các chương thuốc hay trao cho môn đồ, dặn rằng đó là chỗ dựa để gây thế lực ban đầu trong đời ta. Từng đi nhiều nơi trong thiên hạ, những điều gì sở đắc đều có ghi chép gom thành một bản. Này ta trao truyền lại cho các ngươi, các vít vồ và giám mục các ngươi chia nhau đi giảng đạo. Trước sau đi qua những miền nào nói những gì ta đều ghi chép lại có thứ tự cả. Cứ 50 năm là một kỳ, 100 năm là một lệ, phải 300 năm, 400 năm, 400 hoặc 500 năm mới biến đổi một lần. Muốn nhanh cũng không được. Đến khi việc thành, các môn đồ của ta lớn sẽ làm quân là làm vua, nhỏ thì cũng là quốc sư. Môn đồ đáp: kinh văn lời thầy dạy. Giê-xu nói: đi đến đâu các ngươi cũng phải mang theo những sách ấy, và cũng phải có nhiều vàng bạc để làm vốn. Hoặc đầu thuê nhà ở trọ, đem vàng bạc hàng hóa biếu sáng cho những kẻ quyền hào ở địa phương.
ai mà chẳng nhẫn. Đã một lần ham thì ham của mà nhận thì họ sẽ quý mến, sau đó phải chịu ơn các ngươi. Lại xem có ai đau ốm bệnh gì có thể chữa được thì cho thuốc cứu sống họ qua lúc hiểm nguy, thì tự nhiên họ sẽ tôn các ngươi làm thầy. Rồi đó sẽ xét kỹ tướng mạo xem kẻ ấy thuộc hạng ngu đần hay thông minh mà tìm cách mê hoặc dụ dỗ. Khi bốc thuốc chữa bệnh thì phải niệm nhẩm và rảy nước thánh, cốt làm cho họ trông thấy rồi lè phỉnh rằng đó là phép diệu của đạo ta. Chỉ cần một lòng tin thực thì ắt khỏi bệnh, không có lòng tin thì không chữa được. Khi một kẻ nào đó đang ốm, họ không thể không tin ở ta, chịu uống thuốc của ta mà khỏi bệnh, ắt họ sẽ ca tụng đạo ta làm thần diệu. Sau đó phỉnh dụ cho họ biết đạo ta muốn sự phải ấy đức tin làm đầu, cho nên chẳng việc gì không hiệu quả. Lại thường phải lui tới viếng thăm, luôn để biết rõ kẻ ấy có thật lòng tin ở phép đức thánh và niệm chú nữa chữa bệnh hay không. Nếu thấy kẻ ấy thật lòng tin thì hãy đem tặng hàng hóa. Cứ như thế lâu ngày kẻ ấy cũng phải siêu lòng. Nếu có người ốm do bị tà ma ám ảnh thì đẩy nước thánh cho họ dọa rằng nước phép này rất linh thiêng, đã rảy vào đâu thì bệnh tật tà ma đều phải tan biến. Nhìn kỹ nét mặt, nếu thấy thái độ người ấy nửa tin nửa ngờ thì chớ vội nói đến tên Đức Chúa Giêsu, mà phải tùy theo nghề nghiệp của từng người. Trước hết đem ông trời mà dọa thì họ không cảm thấy điều gì là trái. Khi họ đã tin rồi, các ngươi mới thông thả bảo rằng trời đất rộng lớn vô hạn, còn phải biết là có một kẻ làm Chúa để hết thảy, như vậy mới gọi có thể hiểu biết. Đại khái cứ nói như thế, ai dám bảo là sai. Sau đó dần dần dụ dỗ họ rằng, hỏi rằng đã thật tin trên trời có Thiên Chúa chưa? Nếu họ đáp tin rồi thì các ngươi bèn khéo léo mà bảo rằng Thiên Chúa chỉ một thôi, nhưng mà có ba ngôi. Cái kia lấy làm ngạc nhiên hỏi lại, đã nói chỉ có một ngôi, sao lại còn nói ba ngôi? Các người bèn ác giọng mà trả lời rằng ba, nhưng cũng là một thôi. Người kia hỏi lại tại sao như thế. Các người đáp rằng thứ nhất là ngôi Đức Chúa Cha, thứ hai là ngôi Đức Chúa Con, thứ ba là ngôi Chúa Phi-ri-tô Santo. Có ba tên gọi, nhưng kỳ thực chỉ có một mà thôi. Nguyên Chúa Trời vốn không hình dung, không hình, không dạng, nhưng vì thứ người đời nhiều kẻ sa vào vòng tội lỗi nên mới cho ra một phần linh hồn của Đức Chúa Cha, tên là Giê-xu giáng sinh xuống trần để dắt đường chỉ lối cho dân chúng. Còn lại ngôi thứ ba vẫn ở trên trời, cho nên mới nói tuy ba ngôi nhưng chỉ một Chúa Trời mà thôi. Môn đồ lại hỏi rằng Cha sinh con sinh cháu, sao lại gọi là Phi-ri-tô Santo? Giê-xu đáp, nếu chỉ nói một mình ta ở ngôi thứ hai gọi tên là Giê-xu thì người ta biết là có ý thiên riêng thiên tư một mình ta, cho nên phải đặt ra một tên gọi cho ngôi thứ ba để tỏ ra công bằng, không phải chỉ tông riêng một mình ta. Người đã tin Chúa Trời thì tự nhiên ta cũng được tôn trọng thôi. Môn đồ nói, lời giảng của thầy thật là hay quá. Giê-xu nói xem chừng người ta đã tin cái thuyết Chúa Trời ba ngôi rồi, thì bảo họ rằng trên trời có thiên đường, dưới đất có địa ngục. Trên thiên đường có các vị thánh chuyên việc phạt tội. Nếu kẻ nào giữ lòng nghi ngờ không tin đạo, kẻ ấy sẽ bị ma quỷ mê hoặc. Sau khi chết không được lên thiên đường, người ta ai mà chẳng sợ ma quỷ. Nghe nói như thế họ càng vững lòng tin đạo ta hơn. Nhưng hãy cứ nói đến đấy đã, để xem thái độ họ thế nào. Nếu thấy họ còn nửa tin nửa ngờ thì hãy cho họ thêm một ít vàng lụa nữa. Nếu kẻ kia vẫn chưa hoàn toàn tin hẳn thì càng phải năng đi lại quan hệ, biếu thuốc chữa bệnh, cho tiền của để làm mê đắm chuyên trì đến 10 năm thì lòng họ cũng phải mềm. Cho nên lâu lâu phải thử xem họ đã thật lòng tin chưa. Hễ họ đã tin Chúa Trời thì dần dần họ cũng sẽ tin ta.
và Phi-ri-tô, San-tô. Thế là họ sẽ chịu theo các điều ta dạy, như không dùng thịt trong lễ tế Chúa Trời, vân vân. Cứ như thế khuyên dụ họ dần dần thì chẳng điều gì họ không tin theo. Những việc như bốc thuốc chữa bệnh khiến cho người ta mê đắm, nói về chuyện thiên đường để cho có vẻ thần bí, nói về chuyện địa ngục ngày tận thế khiến cho người ta khiếp sợ, bỏ việc cúng tế khiến cho quỷ thần không biết nương dựa vào đâu, đặt lễ chung sâu khiến cho linh hồn người chết bị chung vùi, cắt yểm mạch đất khiến cho dân chúng đần độn, đặt phép rửa tội, phép công phi ma xong chuyên đạo để tiêu diệt lý trí của người ta, phép sức dầu thánh, lễ quy lăng, lễ điện tán để tiêu diệt linh hồn người ta, các phép xưng tội, giải tội, chuộc tội để kiểm nghiệm lòng tin của người ta, phép bánh thánh để làm tinh thần ngưng tụ, phép hôn thú của một vợ một chồng là để giảm bớt sinh đẻ, cho lấy nhau chung lộn huyết thống là để cho con cái sinh ra phải ngu đần, phục thuốc độc để giết hại thân hào các nơi, vân vân. Tất cả đều là diệu pháp nằm trong làm cho con người sống trở nên u mê, người chết tuyệt linh hồn mà lõi cốt, thì lấy việc cắt yểm mạch đất làm chính, phá một hướng đất mồ mả có thể làm ngu một họ, cắt một lóng mạch có thể làm ngu một làng, đứt một mạch núi có thể làm ngu một huyện. Làm được như thế thì trước hết dân họ sẽ trở thành dân theo đạo ta. Sau 300 năm thì quân lính nào cũng là quân lính của ta, sau 500 năm thì quan tướng của họ cũng là quan tướng của ta. Đến khi ấy, dẫu vua nước họ có giết dân theo đạo ta ở nước họ thì ta cũng đã có cách đối phó, có nước nào lại không phải là nước của ta. Còn như các làng đạo nộp tiền là để đề phòng một khi nhà vua hạ lệnh cấm đạo của ta, thì đã sẵn có tiền đó để lo lót xin chuộc mạng cho người bị bắt. Một lúc có ngay hàng trăm vạn quan tiền thì giống chó có bao giờ chê thịt. Ta cứ ném tiền cho chúng thì chúng sẽ sa mưu kế của ta. Đạo ta nhờ thế mà tồn tại lâu dài bất diệt. Môn đồ sụp đầu vái lạy tung hô rằng: Thầy thật là bậc cao minh, viễn kiến, lo toan trước mọi việc sau 500 năm. Rồi đó Giê-xu đúc kết tất cả những phép kính thành một lời giới răn đại giới, bảo các môn đồ khắc sâu vào lòng chỉ một lời: Sacramento. Môn đồ lại hỏi: Lời ấy trước đây chúng con từng nghe thầy nói, xin thầy cho biết ý nghĩa thế nào. Giê-xu đáp: Gộp chung lại đại ý có nghĩa là dưới trên một lòng, vững như sắt đá, người chết trước người sau tiếp, gặp nạn cũng không sờn lòng. Được như thế thì một mình ta có nghìn vạn anh linh, có bờ cõi các nước ngoài sau 500 năm cũng sẽ thu về một mối. Môn đồ đồng thanh dạ ra. Giê-xu bèn chọn Phê-rô làm đốc chính cai quản tất cả 12 giám mục, căn dặn rằng: Xét ra để nước Giu-đê có nhiều mạch đất hùng mạnh, cho nên dân chúng phần nhiều hung hãn cứng đầu, không phải theo phép ta mà dạy làm thì đạo ta mới thoát hiểm họa. Các người phải cố gắng mà sống, ít nhất cũng phải có 3-4 người trốn sang nước Italia, tự xưng là tổng giám mục, xin vào ý kiến nhà vua. Nước ấy đều long mạch, nhiều long mạch sâu hiểm. Ngày trước ta từng xem đất đặt mồ tổ cho vua họ, may ra có nể tình mà bao dung các ngươi cũng nên. Nếu được như vậy thì hẳn là có một lợi cho đạo ta. Khi trước ta dùng mà thuyết giáo khuyên dụ nước ấy, cốt là để khi gặp nguy cấp có nơi mà trú chân. Đó cũng là một ý kiến nữa vậy. Môn đồ dạ vâng tuân lời. Rồi đó thể phách Giê-xu bỗng bay vút lên trên không, biến mất cùng với đoàn quỷ sứ Lâm Bồ tùy tổng. Các tòa lâu đài nguy nga cũng phút chốc tiêu tan. Các môn đồ ngửa mặt lên trời mà vái rằng: Cha mẹ Giê-xu thảm thiết kêu gào, quan nài Giê-xu ở lại thu xếp việc nhà. Nhưng Giê-xu không đổi tới. Mấy ngày sau, các môn đồ
lại tụ tập ở nhà cha mẹ Giê-xu. Chợt có một ngọn lửa giống hình chiếc lưỡi từ trên cao rớt xuống, hóa thành một người có cánh, có lông như chim, tự xưng ta là Chúa Ngôi Ba, Phi-ri-tô Santo, hiển linh thành lưỡi lửa giúp cho các ngươi khi đi giảng đạo ở nước ngoài. Đến nước nào thì nghe hiểu được tiếng của người nước ấy. Nói xong liền biến thành một con chim bồ câu mà bay đi. Sách Thực Lục thì chỉ ghi như vậy, nhưng sách Bí Lục thì nói rằng kẻ hình người cách chim ấy chính là linh hồn Giê-xu hiện lên để chứng tỏ lời mình nói là Chúa Trời Ba Ngôi là có thật. Còn sách Ngoại Lục thì nói rằng đó là Đức Chúa Ngôi Ba, Phi-ri-tô Santo. Cho nên ngày nay có cuộc lễ gọi là lễ Chúa Phi-ri-tô Santo hiện xuống. Theo lý mà suy thì lời kính của Giê-xu đã nói rằng Chúa Trời chỉ có một, chẳng phải có ba. Nhưng y là kẻ rất quỷ quyệt, nghi ngờ gì nữa. Lại còn cái thuyết nói nhờ lưỡi lửa ấy mà các môn đồ của Giê-xu đi đến đâu đều hiểu tiếng nước ấy thì lại càng quỷ quyệt lắm. Đại phàm cư trú lâu ngày ở nước ngoài thì hiểu tiếng nước ấy, chứ cần gì phải có cái lưỡi lửa. Sách Ngoại Lục lừa bịp người ta phần nhiều là như vậy. Đó là quyển thứ tư đã kết thúc. Thì những cái bài như thế này mình sẽ cắt gọn ra và sẽ đăng lên trên YouTube, đăng lên Facebook để cho mọi người được cắt ra nhỏ để mà đưa lên. Thì mong các bạn cũng nên lên Google gõ cái phần sách này để chọn ra những cái mô sâu kế bẩn để mà dụ dỗ con người, dụ dỗ giáo dân cũng như dụ dỗ các con người. Thì đây là những người nào mà như mình thì thật sự ra thì quý vị các bạn thông cảm, mình sẽ không nhận một món quà từ bất cứ người nào, là ngoại trừ những người mà mình biết từ trước đến giờ, chứ không là bị ăn thạch tín và bị chúng nó chỉ đạo để dẫn dụ và sẽ nguy hại đến thân thể mình. Thì đó, xin nhắc lên đây để những người mà có những cái làm những cái phản đánh về cái đạo cái tà đạo này thì chúng ta cũng cẩn thận khi nhận quà cáp từ các những người mình mới quen biết. Những người mới quen biết nha quý vị các bạn, không nên nhận quà cáp đồ ăn, nhất là đồ ăn. Xin hẹn clip sau. Xin chào quý vị các bạn.